Chiều nay 17 tháng 6, đồng chí Võ Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại huyện Nghi Xuân. Đến kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các chốt kiểm soát phong tỏa ở hai xã Xuyên Viên và Cương Gián, huyện Nghi Xuân, đồng chí Võ Hồng Hải, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy ghi nhận những nỗ lực của huyện Nghi Xuân trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời yêu cầu huyện Nghi Xuân phải tập trung cao cho công tác phòng chống dịch COVID-19, tăng cường giám sát chặt chẽ người đi đến, thực hiện tốt việc khai báo y tế, mở rộng xét nghiệm cộng đồng, tăng cường tuyên truyền để mọi người tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.